Mua Nga ơi! Mua Nga! Mua Nga! À cường! À cường! Ông! Ông ơi! Ông! Tại sao sợ ba mẹ con ly hôn vậy? Con muốn ba mẹ con bỏ nhau đâu? Ly hôn á là quyết định của ba mẹ con. Ông đã cố hòa giải nhiều lần rồi, nhưng mà ba mẹ con á vẫn không thay đổi quyết định. Nhưng mà ba con còn thương mẹ không mà. Ba nói với con như vậy á. Nè, bỏ ra. Trả lại cho mẹ nhanh lên. Mẹ phải buông ra mới đúng á. Con trừng mắt lên nhìn mẹ kiểu đó đó hả? Ai dạy con cái thói đó vậy? Mẹ dạy con chứ ai. Con mà quậy nữa là mẹ đuổi con về bển cho ba con nuôi đó nha. Nó đâu rồi? Có nhà không? Nó đi ăn cướp rồi. Chuẩn bị vô tù thăm nuôi nó là vừa rồi đó. Cô nói vậy là sao? Cô dạy dỗ con cái kiểu gì vậy? Tôi bất lực rồi. Bây giờ tôi dạy nó không nổi nữa. Chính cô là người muốn đi vậy và giành nuôi con. Bây giờ cô than thở cái gì nữa? Anh phải ba nó không? Anh cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ nó chứ. Em cũng phải hiểu là bây giờ vợ chồng mình có con rồi, đâu thể như lúc mới yêu nhau được. Có con thì đã sao? Có con thì không được lãng mạn hả? Anh có biết là bao nhiêu lâu nay vợ chồng mình không có một phút giây nào riêng tư với nhau không? Em à, cái chuyện này không phải chuyện đùa, không phải chuyện giận hờn. Bây giờ em không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ tới con chứ. Thank you.